Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự về ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tại các điểm thi, thí sinh có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. Ngày đầu kỳ thi, thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh. Ghi nhận tại các điểm thi, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi được thực hiện tốt. Cán bộ giám thị coi thi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thí sinh làm bài nghiêm túc. Đơn vị sở tại cũng đã chuẩn bị đầy đủ về cái cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho điểm thi theo đúng yêu cầu của bộ. Về an ninh thì chúng tôi cũng đã phối hợp với ban chỉ đạo cấp huyện theo chỉ thị thì cũng đã bố trí lực lượng vòng trong vòng ngoài. Tuy nhiên rằng là có một thầy ở trường Triệu Sơn năm thì có ốm đột xuất. Sở Dục Đào tạo khi mà ra quyết định thì có điều động dư dự phòng cho mỗi một điểm là có 3 cán bộ coi thi. Do vậy mà điểm thi này cũng không phải điều động thêm nữa. Trong buổi sáng, thí sinh làm bài môn thi ngữ văn. Đây là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Kết thúc môn thi đầu tiên, các thí sinh cho biết đề thi có cấu trúc dạng câu hỏi quen thuộc. Tuy nhiên, một số thí sinh cho rằng đề thi hơi dài. Đề này thì em đánh giá là nó dễ hơn những cái đề năm trước bởi vì là lâu nay thì đã có những dự kiến vào thơ. Và lần này là vào bài đất nước, bài thơ đất nước của Nguyễn Khoa Điềm thì em đoán là năm nay nhiều bạn tổ bài này đấy. Nhưng mà cái vấn đề của đề thi lần này thì là nó vào tận 19 câu. Kết thúc ngày thi đầu tiên thì em cũng đã khá hài lòng với những kết quả mà em đã đạt được trong lần thi này. Và đồng thời thì em cũng sẽ cố gắng cho những môn thi tiếp theo. Đề văn năm nay rất là hay và em rất là ấn tượng với câu nghị luận xã hội là về vấn đề ý nghĩa của việc tôn trọng cá tính. Nó đã gợi mở cho bọn em rất nhiều, đã tạo ra cơ hội cho bọn em được thể hiện cái quan điểm của bản thân. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn toán với hình thức trắc nghiệm. Thí sinh đánh giá đề thi bám sát với chương trình kiến thức cơ bản theo cấu trúc đề thi minh họa do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Một số câu có tính phân loại cao. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn nghiêm túc, không có sự cố bất thường. Tỷ lệ thí sinh dự thi so với đăng ký đạt 99,43%. Ngày mai 28 tháng 6, thí sinh sẽ dự thi các môn, tổ hợp môn thi còn lại là khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngoại ngữ.